Trên cơ sở kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2023 hơn 94.000 tỷ đồng, ngay từ đầu năm, Bộ Giao thông Vận tải đã giao chi tiết đợt 1 cho các dự án giao thông đầy đủ thủ tục với tổng số vốn đạt 99,97%. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, việc tiêu số vốn kỷ lục là rất khó với khối lượng giải ngân hàng tháng gần 8.000 tỷ đồng. Để kết quả giải ngân đạt được cao nhất, các đơn vị không còn cách nào khác là phải tập trung dồn lực ngay từ đầu năm. Trong hơn 94.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm nay, được giao nhiều nhất dành cho dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 chiếm 48%. Tiếp theo là các dự án giao thông trong nước khác, cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1, các dự án ODA và các dự án trọng điểm cấp bách. Thời điểm hiện tại, 57 trên 63 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó 39 dự án đã được phê duyệt dự án đầu tư. Đối với 18 dự án còn lại, tiến độ phê duyệt đều đã chậm so với yêu cầu. Trên cơ sở kế hoạch vốn được giao, đến nay khối lượng giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải đã đạt 1.700 tỷ đồng, đạt 1,81%. Mức giải ngân này cao hơn so với cùng kỳ năm 2022, giải ngân được 761 tỷ đồng, đạt 1,38%.